Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo người dân không lơ là chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ mũi vaccine. Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp và nguy cơ lây lan dịch bệnh sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Cụ thể, đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Sở Y tế đề nghị đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động người dân từ các tỉnh thành trở về và cư trú trên địa bàn tuân thủ thông điệp 5K, tự theo dõi sức khỏe. Nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại. Thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo quy định. Tăng cường rà soát, lập danh sách những người trở về từ các tỉnh thành hoặc đang sống trên địa bàn chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ. Vận động người dân đến cơ sở y tế để được tiêm chủng phòng COVID-19. Khi phát hiện có ca, dấu hiệu nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron, các cơ sở khám chữa bệnh phải báo ngay đến HCDC để thực hiện điều tra xác minh và gửi mẫu thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen theo quy định.